cầm là quay đó. Ừ. Mà lại nói nhường đó. Để tay mày nghe không? Hoàn cảnh của mình. Của bác bữa nay thì xây cái mộ mới đó, bây giờ thợ người ta kêu lên đặng con dao mộ lại cho mình, rồi thợ xương với mình đang cũng mua đèn cày trái cây đào nhang rồi đem lên đây cúng đặng mình cho con thợ xương vô nhà mới ở. Đó, xin thất nước ở đây bây giờ thợ xương xin mời bà con cô bác đi vô chỗ đây thờ giao cho đó thờ làm rồi chưa. Đó. Rồi rồi, mới người ta điện kêu đây. Ờ đẹp này, đẹp. Ok, ok đó. Wow. Đó. Đẹp đó. Ôi, sơn màu đẹp quá ta. Ừ, đó. Đây cũng có nhánh cây này cũng mát ha. Ừ, mát cho con thì ừ đó. Đây, đó bà con, nên đây đó bà con. Ờ đây là anh thợ đó bà con. Đó. Thì thợ thì cũng làm cả phần đó ha. Đó, ờ rồi. Quá đẹp. Cô có thấy ưng ý không cô? Ừ, đẹp. Đó, làm nhà cho con thì đẹp. Đó. Ừ. Dạ, mến chào quý cô chú anh chị, mến chào bà con cô bác đang xem kênh của Idol Thảo Sương. Thì mình cũng chia sẻ về ngôi mộ của con của cô Thảo Sương. Thì cách đây cũng là 5-6 ngày quý cô chú anh chị. Thì tới ngày bữa nay thì không phải là anh thợ làm mà lâu, với lý do là bình anh thợ nói là khắc cái bia đây nè, nó nói chung là 2-3 ngày mới xong quý cô chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ thì bia thì cũng đã gắn lên ngôi mộ xong. Bé thì cũng tên cô Thảo Sương cũng đặt tên cho là Sơn Si Vật Tha. Sinh năm 2012, hưởng dương 11 tuổi ha cô Thảo Sương. Đúng đó. Với cái chú anh chị thì đây là cô Thảo Sương đặt cho thôi. Thì Bình cũng không biết. Thì theo ngôi mộ ở đây thì cô Thảo Sương và Bình và anh Nghị thì cũng đã nói chung là lần đầu tiên Bình làm được quý mạnh thường quân nhu cầu Bình làm ngôi mộ cho con của cô Thảo Sương. Thì nói chung là lần đầu tiên của Bình cảm thấy là anh Nghị làm cũng rất là đẹp ha quý chú anh chị. Nói chung rất là gọn, khi mà mộ của bé thì nói chung rất là đẹp luôn ha. Sơn màu thì cũng giống như là quét lăng bê đó, cũng giống như là màu của cô Thảo Sương nhu cầu ha quý chú anh chị. Đó. Thì đây thì cũng mới lăng hồi sáng thôi quý chú anh chị. Thì bia, cái tấm bia này thì mới gắn hồi 11 giờ thôi. Thì bây giờ cũng đã cứng rồi quý chú anh chị. Chà, khắc cũng đẹp quá ha. Đó, nước sơn màu vàng này kia, nói chung rất là đẹp ha quý chú anh chị. Thì mình cảm thấy rất là chất lượng ha. Thì bây giờ mình cùng mời quý chú anh chị để hỏi thăm anh thợ làm thiết kế ngôi mộ này như thế nào. Bên cạnh đó mình đổ hồ đá hay là mình xây gạch lên ha. Thì để anh thợ chia sẻ cho quý chú anh chị với bà con cô bác ha. Anh Nghị ơi, có thể là cho bà con cô bác được biết anh Nghị làm cái ngôi mộ này theo như thế nào, có xây gạch hay là mình có đổ hồ đá hay là như thế nào không? Anh Nghị có thể là cho bà chia sẻ cho bà con cô bác được biết không? Nói chung là khép gian đổ không, không có xây cục gạch nào hết trơn, là đổ hồ đá không? Đổ hồ đá không? Đổ hồ đá không? Rồi cái này mình đổ hồ đá lên lúc trước anh nói với em đó là khoảng 2 tấc này là mình đổ khoảng 2 tấc luôn rồi đó hả? Đúng rồi. Wow. 2 tấc là đổ hồ đá không luôn hả? Đúng, hồ đá, rồi thằng này cũng hồ đá luôn, không có xây cái mặt này với ấy là hồ đá hết. Hồ đá hết luôn hả? Ừ, không có xây. Rồi cái hồ đá này á, phía trong lớp ở dưới đó, mình có gắn mấy cây sắt không? Có, xài dĩ. Xài dĩ hả? Ừ. Dĩ lớn không? Ừ, cũng lớn.
xung quanh đây đúng không? Theo cái mã theo đường này đúng không? Ừ. À. Rồi còn cái ngôi mộ thì mình có xài sắt hết, nói chung xài hết. Xài sắt luôn ha. Ừ. Vậy là mình chỉ là đổ hồ đá, không có xài một cục giống như gạch ống này, gạch tiểu này kia. Không ha. Có xài gạch đá. Nói chung hồ đá không? Dạ. Thì biết chú anh chị thì bữa nay thì anh thợ cũng làm cũng 6 ngày đúng không anh? Ừ. 6 ngày. Sao mà mình làm lâu như vậy có thể tại bia này nó lâu nè, bia này nó làm cái gì tính hơi lâu chút tại mình cái tấm bia này hả? Ừ, tấm bia làm lâu đó. Thì theo em thấy cái tấm bia này thì mình khắc lên chữ hình này kia màu vàng em thấy rất là đẹp đúng không anh? Đúng rồi, mẫu này nó đẹp. Ừ. Rồi tên thì cũng đúng giống như là cô Thảo Sương đã đặt ra đúng không? Nói chung là giấc giấy dạ. Sao mình đi đặt vậy á. Thì cái ngôi mộ đây thì theo anh nghĩ thì mình làm khoảng tầm bao nhiêu ngày mình mới xong hả anh? Nói chung làm cỡ 2-3 ngày à. 2-3 ngày là xong. Tại biết sao, tại bia này nó làm lâu quá, tại cái máy vi tính nó hư á. Dạ. Mới nó hơi lâu chút á, giống như là máy vi tính bị trục chặt thì cho nên anh thì trong quá trình làm việc thì cũng hơi chậm đúng không anh? Đúng rồi. Vì cái chú anh chị thì đây là cũng không phải là do lỗi do bình, cũng không phải là do lỗi do thợ ha. Thợ thì cũng đã nói xong, hay bên cạnh đó thì cũng là do đây là trục chặt cái mộ bia cho nên là cái bia đó thì cho nên là bình hoàn thành không có được. Thì bữa nay sản dịp như vậy bình cũng là qua tới đây để hoàn thành cho quý cô chú anh chị với bà con cô bác được thấy rõ ha. Thì bình cũng rất là chân thành cảm ơn đến chú Xanh, cô Hạnh, cô Cúc sống bên Canada đã gửi tiền để cho bình làm cái ngôi mộ cho con của cô Thảo Sương ha. Thì cô Thảo Sương thấy về cái ngôi mộ này của quý Mạnh Thường Quân cũng giống như là cô Cúc, cô Hạnh, chú Xanh sống bên Canada đó. Thì cô Thảo Sương có là gì cảm ơn đến cô chú không? Thì Thảo Sương cũng cảm ơn như là có giúp đỡ, giúp cái đồng ngân đem lên đây xây cái mộ cho con tôi. Tôi cảm ơn lắm, tôi chúc mừng cho chị em như ở xa. Chúc mừng cho hai chế, cho bà hai chế với anh bằng ăn phát tài, vui vẻ, trẻ mãi mãi không già. Đó. Bệnh hoạn tai nạn qua hết cho anh chị nó khỏe mạnh chứ khỏe hoài luôn vậy đó bà con. Đó, giúp đỡ cho Thảo Sương cảm ơn cho bà con cô bác nhiều lắm, như là giúp đỡ như cái đồng ngân để xây lại được cái ngôi nhà mới để cho con tôi cảm ơn nhiều lắm đó bà con. Đó. Đó, không cảm ơn không có biết gì mà tạ nổi đó bà con. Thì khả năng của Thảo Sương á thì nó không có nhiều thiệt, chứ mà khả năng của Thảo Sương không có tiền để làm vậy đâu. Đó. Đây, đó làm đẹp đó thôi bà con. Đó, phụ quá là đẹp quá ha. Ừ. Thì thành phần bên đây thì ngay góc này kia thì anh Nghị cũng đã làm hoàn thành hết ha. Đó, đẹp nè. Cây đồ nè, lên đẹp rồi. Ở đây có cái cây này mát nè. Sản dịp có cây ở đây rất là mát luôn ha. Đó, có cây ở đây mát bà con. Mát quá. Đó, đó. Đây. Nói chung là vuông góc rồi trong cái quá trình làm á có bị trục chặt gì không anh Nghị? Không đó. Không à. Nói chung cũng suôn sẻ không có gì hết chứ. Suôn sẻ ha. Ừ. Mình có khó khăn cái vụ nước này kia giống như mình làm hồ này kia không? Ở đây không có nước á anh. Nó gần đây hả? Nước có cái hố nước đây nè. Có cái hố hả? Ừ. Ừ. Cái hố bên đây có nữa. Ở đây cũng có cái đìa nè. Cái đìa. Yeah. Ao đó hình như là hồi còn nhỏ đó là cô Thảo Sương thường xuyên qua đây tắm sông á. Đúng rồi. Có không cô Thảo Sương? Có mỏ ốc có. Có xuống đây mỏ ốc rồi thì có. Như cái đìa ở đây nữa, mỏ ốc đìa ở đây nữa. Bây giờ người ta lắp rồi nè, nghỉ nè. Lắp năm mấy ba nữa rồi. Lắp rồi đó, đìa bên đây nữa nè. Đó. Nói chung lắp 3 năm rồi đó. Đó. Có với cái chú anh chị thì từ lúc mà Bình nhận được tấm lòng vàng từ quý Mạnh Thường Quân, gia đình của chú Xanh, cô Hạnh, cô Cúc sống bên Canada thì cũng có gửi cho Bình là 500 đô. Thì Bình cũng đổi ra tiền Việt Nam là 8.650.000 quý chú anh chị. Thì Bình trừ ra tiền làm ngôi mộ cho bé con của cô Thảo Sương là hết 5 triệu. Thì Bình còn lại là 3.650.000. Thì quý Mạnh Thường Quân cũng có nhu cầu Bình là gửi cho cô Thảo Sương là 50 đô Canada. Thì được 865.000 đồng quý chú anh chị. Thì bây giờ thì Bình cũng xin phép là trao cho anh thợ. Thì được trước đó anh thợ cũng có ứng Bình là hết 2 triệu. Thì đợt này thì Bình cũng xin phép là Bình trao cho anh thợ là 3 triệu nữa. Thì cũng đã đủ ha quý chú anh chị. Thì đi
anh thợ, thì bây giờ em cũng được trước á, anh cũng có nhận của em là 2 triệu đồng rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Thì bây giờ thì em cũng xin phép là trao cho anh thêm là 3 triệu nữa là đủ ha anh. Ừ. Đây, anh có thể là đếm lại giùm em có đủ 3 triệu không? Ừ. À, đủ rồi. À, đủ rồi ha. Ừ. Thì bên cạnh đó thì trao cho cô Thảo Sương là 50 đô thì 865.000 ha quý chú anh chị. Thì bây giờ thì mình cũng xin phép là trao cho cô Thảo Sương. Thì cô Thảo Sương có thể là đếm lại giùm em có đủ không? Rồi đủ rồi. 865.000. À. Rồi Thảo Sương cũng cảm ơn chú Xanh với chị Hạnh với chị Cúc ở bên Canada có giúp đỡ cho Thảo Sương gì đó. Thảo Sương cảm ơn nhiều. Rồi Thảo Sương cũng chúc cho anh với chị vui vẻ, mừng ăn phát tài đó. Tới đâu mừng ăn tới đâu thì được thành công tới đó, trong ước nguyện của chế đề thì sẽ được vui vẻ, thành công được tốt đẹp mãi mãi vậy đó. Chị Sương cũng chúc cho chị Cúc với chị Hạnh với chú Xanh đó được tốt đẹp mãi mãi. Dạ. Yeah. Ừ. Thì sau khi anh thợ thì cũng đã, anh Nghị thì cũng đã làm xong ngôi mộ và Bình cũng đã trao số tiền đầy đủ rồi đúng không anh Nghị? Thì anh Nghị có nói chung là về ngôi mộ này á, anh có giống như là mình có lỗ hay là như thế nào không? Anh có thể là chia sẻ cho bà con khu vách biết. Nói chung cũng không có lỗ, cũng không có ấy, không có lời nhiều đâu. Yeah. Cũng vừa thôi. Yeah, cũng vừa để mình trang trải cho cuộc sống anh ha. Đúng rồi. Yeah. Thì nói chung là mình cảm thấy ngôi mộ đây thì thì tùy theo quý chú anh chị xem thôi. Chứ mình thì cũng không có dám là phán xét, giống như là ngôi mộ thì mình cũng không biết là như thế nào. Thì cách làm của anh ấy thì có nói chung là mình thấy rất là chắc chắn và rất là ok rồi. Thì nói chung là thấy rất là đẹp luôn á. Ngôi mộ nhỏ và gút lại gọn, rất là đẹp. Thì bên cạnh đó nền thì đổ hồ đá. Nói chung hồ đá không à? Ừ. Hồ đá, đá. Thì, rồi cắt qua bên đây cho xa hơn nữa. Đó. Cắt qua bên đây để cho mình cúng đó bà con. Để cho mình cúng, rồi trên đây thì chỗ thấp nhang coi luôn bà con. Đó, chỗ thấp nhang, cái lỗ chỗ ở đây mình thấp nhang chỗ đây thì có. Đó. Rồi tới mình cúng như là tới mùa Tết Thính Minh rồi đó bà con. Thì mình xiên thì mình mua ba bông, mình đem lên đây để vô chậu, để bên đó cũng được. Hay là mình mua 2 chậu bông mình để bên đây cũng được. Đó, tùy theo mình. Đó. Mình muốn cho con mình để vui vẻ, đẹp đó. Một người làm ở đây cũng giống như là một người cũng rất là có tâm. À, bên cạnh đó thì khi mà mùa Thanh Minh cũng đã trôi qua thì anh ấy cũng có giống như là mua một con heo quay cúng cho những cái ngôi mộ mà không có thân nhân, cũng không có người mà lạng đó. Người ta gọi là mộ gì anh? Lạng mà lạng. Mà lạng. Mà lạng không? Ừ, không có thân nhân. Nói chung ta không có ai lên cúng lên về, không có người nhà đó. Dạ. Yeah. Thì anh ấy cũng có mua heo quay, quần áo, nhang đèn, tiền vàng bạc này kia cũng rất là nhiều ha anh ha. Thì nói chung thì anh cũng lãnh ngôi mộ khu vực đi thì nhiều rất là nhiều. Tại vì nghề nghiệp của anh sinh sống hàng ngày thì nhờ vào làm cái ngôi mộ này đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Thì tới dịp Thanh Minh này kia thì mình cũng chích ra một phần nào đó cái tiền lợi. Nói chung cỡ 6-7 triệu vậy mình chích ra để cung ta. Dạ, giống như là cái phần đó là cũng giống như là mình lãnh cái ngôi mộ lời được chút mình gom góp lại. Mình gom lại, mình nói chung mình nhịn ăn chút, mình chừa đồ cúng cho người ta rồi. Dạ, đúng rồi. Mình hơi nhịn bớt ăn chút. Dạ, thì em cũng rất là chân thành cảm ơn anh. Thì chúc anh thật nhiều sức khỏe ha anh ha. Ừ. Dạ, thì bây giờ thì mình cũng xin chân thành, thêm một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn đến chú Xanh, cô Hạnh, cô Cúc. Sống bên Canada đã luôn luôn tin tưởng Bình và tin tưởng cô Thảo Sương để giao cái công việc lần đầu tiên trong đời của Bình thì làm về ngôi mộ cho con của cô Thảo Sương. Đây là lần đầu tiên quý chú anh chị. Thì Bình rất là chân thành cảm ơn đến cô chú rất nhiều. Chúc quý chú anh chị với bà con thật nhiều sức khỏe ha. Thì trước khi Bình kết thúc video á, thì cô Thảo Sương có lời gì nói với bà con cô bác cô Thảo Sương? Thì Thảo Sương cũng cảm ơn bà con cô bác như là cô Hạnh, cô Cúc với chú Xanh thì ở bên Mỹ, ở bên Canada. Thì Thảo Sương cũng cảm ơn của mấy anh như ở bên xa mà có như là có tin tưởng được lòng Thảo Sương với Bình Đen qua đây để làm cho cái ngôi mộ của con của Thảo Sương. Thì giúp đỡ được gì bây giờ Thảo Sương cũng làm được cho hoàn tất để cho bà con cô bác. Thì cũng lên đây bây giờ có chú Thở đồ giao rồi hết trơn, cũng quay lên lại cho bà con cô bác xem. Thì bây giờ cặp mắt của Thảo Sương nhìn thì thấy đẹp vậy đó, Thảo Sương vừa ý. Nhưng bây giờ như là bà con cô bác thì ở xa thì cũng chưa thấy làm sao. Thì để tới đó lên đi rồi bà con cô bác xấu đẹp thì
từ từ thể bà con xem theo đó. Như là bà con hơi thiêu sót chỗ nào xin bà con cô bác bỏ qua dùng thảo xương hay là ông thợ. Dạ, thì trước khi em kết thúc video thì anh Nghị cũng là người kỳ nhà gần ở đây, với bên cạnh đó thì cũng chăm sóc ngôi mộ cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì anh cũng cúng kiến ngôi mộ, nói chung là mã lạng đi chú anh chị. Thì anh có lời gì nói với biết bà con cô bác trong nước và ngoài nước không anh? Nói chung là chúc anh chị cho mạnh khỏe thôi. Dạ. Thì bây giờ mình cũng xin phép kết thúc video tại đây. Thì chúc quý cô chú anh chị và con cô bác xem video thật vui vẻ. Nếu cảm thấy hay nhớ subscribe và đăng ký kênh dùm cho Bình, để Bình và cô Thảo Sương có những động lực làm những video tiếp theo ha. Thì bây giờ Bình và anh Thợ thì cũng xin phép bye bye quý cô chú anh chị. Dạ, rồi bye bye. Chào bà con cô bác.